Lệ Quyên tắm onsen và thăm vịnh Hạ Long cùng mẹ. Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu đưa mẹ và gia đình đến Quảng Ninh tắm onsen kiểu Nhật và tham quan vịnh Hạ Long. Lệ Quyên cùng gia đình đến Quảng Ninh du lịch những ngày đầu năm 2024. Lần này, nữ ca sĩ đi cùng mẹ đẻ, con trai, bạn trai Lâm Bảo Châu và hơn 10 người thân. Thời điểm này, du lịch ở Quảng Ninh khá vắng vẻ do trời lạnh, do đó cả nhà cũng không gặp cảnh đông đúc, quá tải. Lệ Quyên chọn khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng tại thành phố Cẩm Phả. Vài năm gần đây, khu onsen này được giới mê dịch chuyển quan tâm bởi khung cảnh ấn tượng, được ví như Nhật Bản thu nhỏ. Resort từng tiếp đón nhiều sao Việt tới nghỉ dưỡng như Dung Vũ, Phan Ly, Quang Vinh, Liêm Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy, Dung Phạm, Lan Ngọc, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh. Tắm khoáng nóng hay onsen là trải nghiệm được nhiều người ưa chuộng vào mùa đông ở Quảng Ninh. Trong tiết trời lạnh, ngâm mình vào làn nước ấm nóng cùng các liệu pháp trị liệu, thư giãn cơ thể, mang lại trải nghiệm đặc biệt cho du khách. Địa điểm này mới đi vào hoạt động vài năm nhưng đã được nhiều người ưa chuộng. Đây là khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng đầu tiên tại Việt Nam được kiến tạo và vận hành dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe của onsen Nhật Bản. Nằm giữa núi non hùng vĩ và không gian xanh thoáng đãng, khu nghỉ mô phỏng những dãy nhà kiến trúc kiểu Nhật bên cạnh những cây hoa anh đào. Khu onsen có 27 bể tắm khoáng đa dạng, nguồn nước được sử dụng hình thành từ nguồn khoáng nóng tự nhiên. Nhờ đó, nước có độ mặn khá cao và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Du khách có thể thử các loại hình bể tắm với hệ thống tạo bọt khí, sục massage và tạo xoáy có tác dụng đào thải độc tố, xua tan mệt mỏi và trẻ hóa làn da. Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu được phát trang phục yukata truyền thống Nhật Bản trước khi đi vào khu vực tắm onsen. Khách có thể chọn tắm ban ngày hoặc nghỉ qua đêm tại các villa sang trọng. Gia đình Lệ Quyên có vài ngày nghỉ dưỡng tại đây và khám phá nhà hàng ẩm thực. Mẹ nữ ca sĩ không tắm onsen nhưng cùng con gái thưởng thức một số món ăn mang đặc trưng Nhật Bản như cơm cá chiên xù, cơm cà ri kiểu Nhật. Ngày cuối, gia đình Lệ Quyên thuê du thuyền thăm vịnh Hạ Long. Trời lạnh và nhiều mây nhưng khá tạnh ráo, cuối ngày có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn trên vịnh. Có khá nhiều loại hình du thuyền đang vận hành trên vịnh Hạ Long như du thuyền cá nhân mini, du thuyền hạng sang cỡ lớn hay các loại thuyền gỗ. Giọng ca Giấc Mơ Có Thật chọn du thuyền thăm vịnh đi trong ngày với lịch trình khoảng 3-5 đến 4 tiếng, đi qua các cung nổi tiếng như Hòn Chó Đá, Hòn Đỉnh Hương, hình ảnh được in trên tờ tiền 200.000 đồng, tham quan khu Ba Hang, Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ. Vì trời lạnh nên người đẹp không chèo cây ác. Hai mẹ con Lệ Quyên chụp ảnh lưu niệm khi thuyền đi ngang qua Hòn Gà Chọi, biểu tượng đặc trưng của vịnh Hạ Long. Đây là dạng thuyền thuê charter trọn gói dành cho nhóm gia đình, không có khách ngoài nên có không gian riêng tư và chủ động lịch trình hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.